chỉ phải xin được việc làm mới được. Việc rất là lười biếng đấy. Nếu mà còn tình trạng xảy ra nữa, anh sẽ trừ lương em đấy. Vâng, em biết rồi. Bích Đầu Đỏ, tháng này em làm việc chăm chỉ đấy, cứ cố gắng nhá, cuối tháng anh sẽ thưởng cho em. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Thôi, hay em làm việc đi nhá. Nhớ mặt tao đấy. Em ơi, đây lương đây. Dạ vâng ạ, anh đã chuyển em ra ngay đây ạ. Tôi vẫn ổn, còn đâu? Em gửi anh nước ạ. Anh cảm ơn nhá. Em gửi anh nước ạ. Oh no. Anh xin lỗi anh ạ. Anh ơi, anh có làm sao ạ? Chị em xin lỗi. Không làm sao ạ? Người anh của tôi rồi đây này. Chị em xin lỗi vậy ạ. Không có xin lỗi gì cả. Vợ chủ quán ra đây. No. Làm ăn phải cẩn thận chứ. Làm thế này mới hết khách ạ. Anh ơi, em không cố ấy đâu ạ. Đây là sự cố chẳng may. Anh cho em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ. Lỗi nào anh cũng có thể bỏ qua được. Nhưng lỗi với khách hàng anh không thể bỏ qua được. Tháng này anh trừ nửa tháng lương của em. Lần sau anh có kinh nghiệm cái chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Thôi, đi làm việc tiếp đi. Thôi, tháng sau mình quen làm việc rồi thì mình cố gắng được mấy phần nữa vậy. Bích Đầu Đỏ, chị em có chuyện gì vậy? Bích Đầu Đỏ ơi, sếp có thưởng cho hai chị em mình đây. Cái này là của em. Ôi, được thưởng á? Em xin ạ, em cảm ơn. Vâng ạ. Ôi, được thưởng nhiều thế này, mình có tiền gửi về cho mẹ thôi. Để xem mẹ vui được bao lâu. Uh-oh.
Nhung Thỏ rồi, vào anh bảo đây. Nhung Thỏ, ra anh bảo đây. Ừ, đợi mãi mới được gọi. Tiền anh cứ để quầy đây, đâu hết rồi? Tiền anh để ở quầy em khác biết không? Có thật này em không biết không? Tiền anh để ở quầy á? À, cái minh đậu đỏ lấy đấy anh ạ. Anh cứ hỏi nó xem. Minh đậu đỏ à? No. Minh đậu đỏ. Dạ, em đây. Hóa ra là em à. Tiền của em à? Tiền nào là tiền của em? Em biết tiền này là để anh làm gì không? Em tưởng tiền này anh thưởng thêm đây mà. Có phải không chị Nhung Thỏ? Ơ, chị có biết gì đâu. Anh tin tưởng em như thế, luôn giúp đỡ em làm việc. Mấy em lại làm việc này với anh à? Không phải như thế đâu ạ, em bị oan. Bằng chứng rõ ràng thế này, mấy em còn chối à? Chính thức từ bây giờ, anh đổi với em. Không phải thanh đã, em bị oan.